Chính phủ Hàn Quốc vừa ra quyết định dừng tuyển chọn lao động tại 10 tỉnh của Việt Nam theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài năm 2019 do có nhiều người Việt cư trú bất hợp pháp tại nước này. Báo Thanh Niên dẫn lời giới chức Việt Nam ngày 6 tháng 5 cho biết Hàn Quốc năm nay tạm dừng tuyển lao động từ các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Quảng Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, nơi có hơn 60 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, và dự kiến năm sau sẽ tiếp tục ngưng tuyển lao động tại các địa phương không giảm được tình trạng này. Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, trong năm 2018, Việt Nam có 6.538 lao động làm việc tại Hàn Quốc.